và Ngài ý theo cái câu đáp đối đáp của Chúa Giêsu lên thì là tôi thì Ngài ý để làm chứng và đích thực cho sự thật, vua của sự thật, vua của sự công chính và vua tình yêu. Đó chính là hình ảnh của vương quốc của Đức Trời mà Chúa Giêsu đang thực hiện ở giữa nhân gian này. Ở đó cái đó, ngày đây chúng ta xin Chúa thứ hai thứ những lầm lỗi thiếu sót của chúng ta để xin ra như thế này. Tôi luôn nhân cùng Thiên Chúa gọi Thank you.
và cũng ở bờ nơi bên chúng tôi. Chúng con cầu xin nhờ Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và yên trí cùng Chúa, yên nhất Chúa Thánh Thần để muôn thuở muôn đời. Lời Chúa trong sách Theo Mê thứ hai đoạn 5:1-2. Hồi đó còn thể các chi tộc Israel đến gặp vua David tại Hebron và thưa: chúng tôi đây là quốc dược của ngài. Ngay cả khi ông Saul là vua cai trị chúng tôi, chính ngài đã chỉ huy các cuộc hành quân của Israel. Đức Chúa đã phán với ngài: chính ngươi sẽ chăm dắt Israel dân ta, chính ngươi sẽ là người lãnh đạo Israel, còn kẻ thì một Israel đến gặp vua Hebron, vua David, lập giao ước với họ tại Hebron, trước nghe Đức Chúa, rồi mọi sức giàu phóng phong David là vua Israel. Đó là lời Chúa. Thánh tử, ta được ơn cứu chuộc, được tha thứ tội lỗi. Thánh tử
vì trong người muôn vật được tạo thành trên trời cùng dưới đất, hữu tình với vô tình, dẫu là hàng vũ lực thần tiên hay là bậc quyền năng của thế giới, tất cả đều do Thiên Chúa đại diện nhờ người và cho người. Người có những muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong người. Người cũng là đầu của thân thể, nghĩa là đầu của hội thánh. Người là thánh linh, là trưởng tử trong số những người người có chết sống lại. Để trong mọi sự người đứng hàng đầu, vì Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi người, cũng như muốn nhờ người mà làm cho muôn vật được họ giải với mình. Nhờ máu người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời. Đó là lời Chúa. Chịu người đời xin mạng con người. Đó là gì?
thần vô phụ trù. Có hoàn cảnh khi mà người dân nhìn vào trong những sự đặc biệt có rất nhiều vị vua coi là ông trời và hoàng coi là thiên tử, thì các vị vua của dân tộc Việt Nam ngày xưa của chúng ta cũng coi là có trời có quyền sinh sát ở trên tất cả mọi con dân ở trong vương quốc, ở trong đất nước. Rồi cũng có những con vị vua sống quan nhân vô cùng cách này cách khác để giải những kiến tăng không phải là tốt đẹp gì cho nó. Cái đức điều vua đặc biệt là người học biết, người ta cảm thấy sơn thành, người ta cảm thấy run sợ khi mà đứng trước mặt những coi là những người nắm quyền là cha nắm quyền sinh sát ở trên đất nước. Thế thì tước hiệu vua có phải là một niềm tự hào để mình các vương quyền? Thì hôm nay trên thế giới vẫn còn một số nước có vua. Chẳng hạn như đợt vừa rồi Đức Giáo Hoàng Francisco có nhớ một lần là có ghé thăm cái cung điện để con gái thăm vua và hoàng hậu, nhưng mà trong một cái chủ đề khác hoàn toàn. Các vị vua ngày nay không còn quyền này trong tay nữa, mà nằm trong tay ở cái gọi là cái cơ hành chính khác. Người ta sợ, sợ rằng hai cái điểm mà chúng ta thấy tôi vừa nêu lên để tóc ngày để cho chúng vua là một cái vũ trụ để được chúng ta suy nghiệm về cái nghề kinh của cuộc đời, nghề kinh của Thiên Chúa ở trong cái cử hành lễ của Đức Thánh Chúa Kitô là vô cùng thú vị. Có lẽ Italia tôi trời cao hơn đất bao nhiêu thì tư tưởng của tôi cao hơn tư tưởng của các người bấy nhiêu. Nắm đến tất cả này để chúng ta suy nghiệm về lễ Chúa Giêsu Kitô là vô cùng thú vị. Vua ở đây không phải là một vị vua nắm lấy quyền của phong mạnh của đất nước và đất nước ở trên cha, nhưng ngài đến để giải thích cho sự thật. Ngài khẳng định với Phi-la-tô rằng phải, tôi là vua, tôi đến thế gian để minh chứng cho sự thật. Ai minh vực sự thật thì chẳng là vương quốc của tôi không thuộc về thế gian này, vương quốc của tôi ở trên trời, một vương quốc khác, một vị vua của tình yêu, một vị vua của công lý, của sự thật, một vị vua dành chết để bảo vệ và cho những người theo ngài được sự sống và sự sống bình thường. Mình để cho cái vương quốc này hay chúng ta phải hiểu ở trong tâm tình đó. Đừng để cho những cái tư tưởng của cuộc đời, đặc biệt là những phong kiến, nó ăn sâu vào trong chúng ta, nó làm cho chúng ta phản cảm. Nhưng Đức Giêsu là vua ở đây trong một tình thế khác. Ngài là vua, vua của tình yêu, vua của những vương quốc mà chúng ta đang xây dựng ở trong cuộc sống ở đời này. Mặc dù có những điều lý đấy, nhưng để đi đó tin mừng cho chúng ta đi có thể chấp nhận được và có thể đón nhận được bằng hai những tư tưởng của tin mừng. Bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta nghe Chúa Giêsu khẳng định ngày hôm nay ngươi được ở trên thiên đàng hơn nhiều. Để rồi một câu trả lời của Chúa Giêsu đối với người trộm lành, người ta gọi là người trộm lành ở trên thiên đàng, ngài khẳng định ngài có quyền để cho chúng ta vào trong thiên đàng, nhưng mà có điều gì chắc chắn có điều gì người trộm là người ta bàn đến hay các rất nhiều. Đôi lúc trong những cái nhìn để bản ta tôi chọn cái bài này, tôi nói là khen chàng này hay khen chàng bắt đầu thiên đàng một cách dễ dàng mà chỉ một câu nói. Bỗng nhiên
Chúa ơi, khi ông làm nước của ông, xin nhớ đi tôi. Nhưng mà thấy câu nói này cũng phải được diễn đạt bằng một hành trình rất trọng đẹp, hành trình hai bước của người trung đạo. Bước thứ nhất, đó chính là nhận ra những lỗi lầm, nhận ra những gì gọi là phát triển ở trên con người của mình. Này, mày đã chung một tình tạng, và mày mà đã yêu thương mày mà biết sợ, chúng ta chiêu với thầy là những đá tội vì đã sức với việc của chúng ta. Chứ không có thầy làm gì nghiêm tội. Đó là bước thứ nhất, bước an lạc. Nhận ra những lỗi lầm, nhận ra những yếu đuối của con người của mình để rồi xin được thương tha, xin được đón nhận. Thì tôi nghĩ là tội lỗi của chúng ta, những gì mà giáo hội thực hành về nghi thức hòa giải cũng giúp cho chúng ta hiểu được vấn đề này. Ăn năn sám hối là một bổn phận, là một trách nhiệm và là một ân sủng mà con người phải có để như là một bước khởi đầu, một bước chuẩn bị để đón nhận ơn cứu. Sau đó mới là giao phó, mới là lời cầu nguyện, mới là lời xin để được người chồng này đã đưa hai bước đó là một cuộc sống để anh ta đón nhận được ân sủng, được bình an và được đặc biệt là được những hạnh phúc được ở trên thiên đàng của Chúa. Xin người nghe những cái tâm tình đó ở trong đời chúng tôi là vua cũng đủ để đổi một người chúng ta suy nghĩ đặc biệt. Chúng ta tôn thờ Chúa, tôn thờ Chúa trong đức tin của mình để rồi chúng ta tuyên xưng ngài là đấng công bình, ngài là đấng yêu thương đặc biệt, ngài đến để làm chứng cho sự thật. Và chúng tôi ai bênh vực và bước theo sự thật thì chúng ta chúng ta phải nhìn vào cuộc đời của mình có thực sự là bênh vực theo sự thật không, chúng ta có bước theo sự thật chính đáng không, hay là chúng ta đang đi ngược lại với cái sự thật lời mời gọi mà chúng ta nhận tốt hơn. Bước theo này thì đòi buộc một người chúng ta phải bảo vệ được cái chi tiết này, bảo vệ được ý tưởng này ở trong cuộc sống, rồi để có thể đến được với nước của ngài ở trên thế gian thì Chúa Giêsu qua cái hình ảnh của người chúng ta cũng cho chúng ta một ý tưởng trong sự sáng suốt để cầu xin được để việc mà chúng ta tôn thờ vua Chúa các Chúa vua muôn vua ngày hôm nay mang lại cái giá trị tinh thần nhất, đó chính là giá trị của ơn cứu độ, giá trị của sự tha thứ và giá trị của thiên đàng. Và chính Chúa Giêsu là vua, ngài sẽ bảo vệ gìn giữ và sẽ giải thoát cho chúng ta nếu chúng ta dám bước theo ngài để làm chứng cho sự thật, nếu chúng ta dám bước theo ngài để nhận ra những yếu đuối và thay đổi con người của mình ở trong cuộc sống. Tôi tin tin một Thiên Chúa là Cha.
chăn dắt Israel cho ta và sẽ trở nên thủ lĩnh Israel. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các mục sự trong hội thánh biết nói với Chúa Kitô vô tình yêu, luôn sống hết mình vì đầu tiên và đeo đẻ phương phúc tình yêu của Chúa bằng sự tha thứ và phục vụ yêu thương. Thiệt lòng chúng ta lắng Chúa lời nguyện xin. Hầu xây dựng một thế giới hòa bình, trong đó mọi người được tự do sống niềm tin của mình. Hiệp lòng chúng ta nhân Chúa lời nguyện xin. Thật lòng khăn năn thống hối và sớm trở về cùng tình yêu Chúa. Thiệt lòng chúng ta đến Chúa lời nguyện xin. Hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với tôi. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người trong cộng đồng giáo xứ chúng ta biết hết lòng phụng sự Thiên Chúa và tận tâm phục vụ tha nhân, để ngày sau xứng đáng chung hưởng phần thưởng nước trời và Chúa được ban. Thiệt lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Thank you.
tiên tri của Hãy
đời cao ơn của Đức Kitô làm vua toàn thế chúng tôi. Chúng con cũng vừa lãnh nhận thần đưa ban sự sống muôn đời, xin cho chúng con được mãi mãi cùng người hương vinh quang thiên quân, người hằng sống và thiên thế muôn đời. Thank you.